Trung xin chào tất cả anh em nhé. Trung lên một cái video giới thiệu với anh em một cái con đùi lẻ của xe cuốc nhé, hàng tháo xe cuốc. Cái con này thì mở nắp ra kiểm tra luôn, ngon lành hết nhé. Hy đát rồi, đùi đảo đấy, đùi hy đát này. Đây, con ốc này để cấy để cẩu ra đấy nè, hy đát nhé, chứ không phải là dùi nhông nhé. Anh em xem có nhu cầu tận dụng một chiếc lẻ, có nhiều anh em sử dụng mà bị hư hỏng một bên đấy, không ba hư đát thì nó sử dụng chung chung hết nhé, nó chung chung các đời hết. Con này thì ba ống bình thường nhé, đời đầy bơm đây này, đời ba ống nhá, đây này phần motor của nó này, này AB và ngõ ren, ba ống một tốc độ, một loại đùi khá là quen thuộc luôn. Cái bánh răng thì chưa có đập ra, bánh răng hỏng rồi thì Trung tháo ra sau nhé. Bên trong các thứ thấy còn rất là rõ nét luôn nhé. Rồi, còn dàn nhông. Dàn nhông bên trong này quay thật là rõ anh em xem nhé. Không hề có một tí mạc nào hết nhé anh em. Trái trung tâm nè. Răng cỏ thẳng tắp ngon lành hết nhé. Không mẻ, không mạc. Ok hết nhá. Này nắp cũng vậy này, nhìn rất là rõ ràng luôn nhá. Chỉ có dầu nhớt thôi. Đây, dàn bi thấy rõ hết nhá. Tất cả ok nhé anh em. Mở ra như thế này cho chắc cú. Anh em có cần một chiếc lẻ 03 đùi di chuyển một chiếc lẻ một chiếc thôi của 03 thì anh em alo nhé, món hàng có sẵn tại nhà. Anh em xem có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Đấy, lau cái phần nhớt nó bôi trơn ra phát một là nhìn sáng trắng hết nhé, sạch sẽ. Lau luôn cái nhông con để anh em nhìn dễ nhìn thấy này. Ok hết nhá. Găng cỏ ngon lành hết nhá này. Rất là đẹp luôn nhá. Nhìn bên ngoài nó xấu xí. Nó khá là xấu xí luôn mà bên trong của nó thì ổn nhá. Rồi, Trung kết thúc video. Trung cảm ơn anh em đã xem video nhé. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ, hoặc là có nhu cầu sử dụng đồ gì thì anh em cứ alo cho Trung nhé. Có hàng Trung sẽ báo có, không sẽ báo không nhé. Riêng cái con này thì sẵn hàng tại nhà này.